Tối ngày 17 tháng 8, Nhà hát chèo Hưng Yên tổ chức buổi biểu diễn tổng duyệt báo cáo vở mới với Hội đồng nghệ thuật của tỉnh. Tới dự có đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan, lãnh đạo Nhà hát chèo quân đội và Nhà hát chèo các tỉnh bạn cùng đông đảo khán giả yêu thích bộ môn nghệ thuật chèo. Vở chèo Âm mưu trốn nội cung của đoàn nghệ thuật 2 Nhà hát chèo Hưng Yên biểu diễn có nội dung kể về những âm mưu tranh giành địa vị quyền lực trốn hậu cung và nơi quan trường. Một âm mưu hiểm độc gấp lửa bỏ tay người, hòng đổi trắng thay đen đã diễn ra ngay tại nơi hoàng cung, làm rối loạn cả triều đình. Các quan trung thần thanh liêm bị gièm pha lôi kéo vào một âm mưu xấu. Trong khi ngoài biên ải thì giặc giã đang lăm le cướp nước, các quan trong triều nghi kỵ lẫn nhau. Hoàng thượng anh minh đã điều tra ra sự thật và cuối cùng người tốt được minh oan, kẻ ác bị trừng trị. Tuy là câu chuyện dân gian nhưng vở diễn đã gợi cho khán giả những vấn đề quốc gia đại sự mang hơi thở của cuộc sống hiện đại. Đây là tiết mục Nhà hát chèo Hưng Yên giản dựng theo kế hoạch của tỉnh giao hàng năm để phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Với trang phục đẹp, trang trí mỹ thuật hoành tráng, dàn diễn viên trẻ trung hùng hậu, vở diễn một lần nữa khẳng định sự thành công của Nhà hát chèo Hưng Yên trong việc xây dựng những tích chèo dân gian, cổ trang đã được Hội đồng nghệ thuật của tỉnh duyệt đánh giá cao và đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả yêu chèo.